Mở phong bao lì xì lên đến 6.600.000 đồng. Hoàn tiền 50% phí giao dịch cho khách hàng, tối đa 3 triệu đồng trong 3 tháng đầu năm 2022. Tặng 12 tháng miễn phí sử dụng siêu công cụ đánh giá và chọn lọc cổ phiếu YS Radar cho tài khoản được mở bằng phương pháp định danh trực tuyến EKYC. Tiết kiệm đến 3.600.000 đồng. Thời gian diễn ra chương trình ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến 28 tháng 2 năm 2022. Tết Nhâm Dần lì xì bất tận, kích hoạt tài khoản đón lộc đầu năm lên đến 6.600.000 đồng. Truy cập website yuanta.com.vn hoặc fanpage chứng khoán Yuanta để tìm hiểu thông tin chi tiết về chương trình nhé. Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam xin giới thiệu đến quý khách hàng một tính năng hoàn toàn mới. Hệ thống mở tài khoản chứng khoán định danh trực tuyến EKYC mở ngay tài khoản chứng khoán mà không cần phải trực tiếp đến quầy giao dịch. Để bắt đầu thực hiện đăng ký mở tài khoản, quý khách cần bản gốc hoặc hình chụp màu chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân còn thời hạn hiệu lực theo quy định, không bị mờ, không bị bóng, không bị mất gốc. Tiếp theo, với khách hàng, chuẩn bị smartphone, laptop hoặc PC có camera để xác nhận gương mặt và smartphone có chức năng nhận SMS OTP để xác thực kích hoạt tài khoản. Các hệ điều hành khuyến nghị Windows 10, iOS 12.4 trở lên, Android 9.0 trở lên. Các bước thực hiện mở tài khoản, quý khách truy cập vào đường dẫn tài khoản.yuanta.com.vn hoặc quét mã QR code trên các ứng phẩm truyền thông của Yuanta Việt Nam. Bước 1. Đăng ký thông tin. Quý khách vui lòng chọn lại tài khoản đăng ký, tài khoản giao dịch thông thường, tài khoản ký quỹ, tài khoản phái sinh. Sau đó cập nhật thông tin email, điện thoại, địa chỉ liên hệ, nhân viên quản lý tài khoản. Nếu đã có mã số ID của nhân viên môi giới chăm sóc khách hàng, quý khách chọn có ở ô nhân viên quản lý tài khoản và điền mã số ID của nhân viên quản lý chăm sóc tài khoản. Ở ô nhập mã nhân viên, tên nhân viên môi giới sẽ xuất hiện sau khi quý khách nhập mã ID. Bước 2. Xác thực. Quý khách sử dụng camera của thiết bị để chụp ảnh chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân theo thứ tự mặt trước rồi đến mặt sau của chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Đảm bảo ảnh chụp rõ nét, các thông tin phải rõ ràng, vượt khung hình đủ ánh sáng để hệ thống có thể nhận diện và chiết xuất thông tin chính xác. Hoặc tải file chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân sẵn có. Xác thực khuôn mặt EKYC, quý khách thực hiện quay video bằng cách nhìn vào camera trong vài giây theo hướng dẫn, quay mặt sang phải, quay mặt sang trái, quay mặt thẳng về phía trước, sau đó chờ hệ thống trả kết quả. Video quay trong 5 giây, quý khách vui lòng không đặt camera sát gương mặt và cử động tự nhiên trong suốt thời gian quay. Xác thực thông tin cá nhân, hệ thống sẽ tự động trích xuất thông tin trên chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của quý khách. Quý khách vui lòng kiểm tra lại các thông tin cá nhân và điều chỉnh nếu cần. Bước 3. Đăng ký dịch vụ trực tuyến. Quý khách thực hiện đăng ký tài khoản ngân hàng để chuyển tiền, các dịch vụ tiện ích, đăng ký thêm thông tin khác. Sau đó chụp hình chữ ký mẫu và đăng tải. Bước 4. Ký hợp đồng. Quý khách vui lòng đọc kỹ các thông tin điều khoản hợp đồng, chọn tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản trong hợp đồng, tài khoản thông thường và tài khoản ký quỹ. Sau đó nhấn mở tài khoản để gửi yêu cầu mở tài khoản trực tuyến. Bước 5. Xác thực OTP. Quý khách vui lòng nhập mã OTP đã được hệ thống gửi đến số điện thoại mà quý khách đã đăng ký. Bước 6. Xác thực email. Trong trường hợp quý khách đăng ký mở tài khoản ký quỹ, hãy kiểm tra hộp thư email và xác thực theo link đính kèm để hoàn thiện yêu cầu mở tài khoản ký quỹ. Như vậy là quý khách đã thực hiện mở tài khoản thành công trên hệ thống mở tài khoản chứng khoán định danh EKYC. Sau khi đăng ký mở tài khoản thành công, quý khách sẽ nhận được số tài khoản và mật khẩu qua tin nhắn và email cá nhân. Để giao dịch chứng khoán tại YSVN, quý khách sử dụng số tài khoản và mật khẩu đã được hệ thống cung cấp, truy cập vào đường dẫn yswinner.yuanta.com.vn. Hoặc để giao dịch qua app, vui lòng download ứng dụng YSWinner tại App Store hoặc Google Play. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ hotline 028-3622-6868. Chúc quý khách có những trải nghiệm tuyệt vời cùng với EKYC của Yuanta Việt Nam. Bắt đầu từ lĩnh vực chứng khoán, Yuanta đã không ngừng nghiên cứu, mở rộng và khai thác các giải pháp tài chính khác nhau để đem lại sự phát triển bền vững và mang đến nguồn thu nhập thịnh vượng cho các nhà đầu tư.
Với định hướng phát triển trở thành tập đoàn tài chính hàng đầu tại thị trường châu Á, tập đoàn tài chính Yuanta chính thức được thành lập và trở thành một trong những tập đoàn tài chính, ngân hàng, chứng khoán lớn nhất tại Đài Loan hơn một thập kỷ qua. Năm 1961, chứng khoán Yuanta được thành lập là một trong 14 công ty chứng khoán đầu tiên tại Đài Loan. Năm 1995, trở thành công ty chứng khoán lớn nhất Đài Loan. Năm 1998, bước vào thị trường Thái Lan từ vị trí thứ 26 vươn lên dẫn đầu. Năm 2001, liên minh chiến lược với tập đoàn Kimman Singapore để phát triển kinh doanh ở khu vực Đông Nam Á. Năm 2006, mua và sở hữu 44,68% vốn điều lệ của công ty chứng khoán đệ nhất tại Việt Nam. Năm 2007, sáp nhập với công ty tài chính Phú Hoa, đổi tên thành tập đoàn tài chính Yuanta. Năm 2011, mua lại công ty New York Life Taiwan, đổi tên thành Yuanta Life Insurance. Năm 2014, mua lại công ty chứng khoán Tông Gian và đổi tên thành Yuanta Security Korea. Năm 2015, mua lại ngân hàng Tông Gian Saving Philippines và đổi tên thành Yuanta Saving Bank. Mua lại BT Am Capital và đổi tên thành BT Yuanta Security Indonesia. Năm 2016, Yuanta đã mua lại KK Trade Thái Lan, đổi tên thành Yuanta Security Thái Lan. Cũng trong năm 2016, mua lại Hanshin Saving Bank Hàn Quốc và đồng thời cũng mua lại Techcombank Đài Loan. Năm 2017, tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty chứng khoán đệ nhất Việt Nam lên 99,95% và tiếp nhận quản lý điều hành công ty. Năm 2018, chính thức ra mắt công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam và chuyển hội sở chính về thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời khai trương chi nhánh tại Bình Dương và Đồng Nai. Với bề dày kinh nghiệm và những thành tựu đáng tự hào mà Yuanta đã đạt được trong hoạt động môi giới chứng khoán, ngân hàng đầu tư và tư vấn tài chính ở nhiều thị trường khác nhau ở châu Á, công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam tự tin kế thừa từ tập đoàn tài chính Yuanta những kiến thức, kinh nghiệm và nguồn lực hỗ trợ mạnh mẽ để mang đến những dịch vụ chất lượng cao và giải pháp tài chính hiệu quả cho các nhà đầu tư tại Việt Nam. Yuanta Việt Nam cũng sẽ là cầu nối cho các doanh nghiệp Việt Nam với các thị trường vốn ở khu vực châu Á và thế giới. Tập đoàn Yuanta có thể cử những cái nhân sự đến để làm việc phát triển cái thị trường Việt Nam, cũng như là chuyển giao những cái kiến thức quản lý cũng như là công nghệ, đặc biệt là quản trị rủi ro cho Yuanta ở Việt Nam. Ở Việt Nam, Yuanta có thể tận dụng được cái mạng lưới và cái nền tảng khách hàng của tập đoàn Yuanta ở khu vực châu Á. Chỉ riêng tại Đài Loan chúng tôi đã có hơn 4 triệu khách hàng. Chính vì thế chúng tôi có thể kết nối được rất là nhiều khách hàng hay có cái nhu cầu đầu tư vào Việt Nam. Dù thị trường chứng khoán Việt Nam đã bắt đầu từ đã hơn 17-18 năm nay, tuy nhiên là hiện nay Việt Nam cũng chỉ có hơn 2 triệu tài khoản của nhà đầu tư. Đó là một con số rất là khiêm tốn và chúng tôi tin rằng là cái tiềm năng phát triển sẽ còn rất là lớn. Đặc biệt, hệ thống giao dịch trực tuyến YSPN với đầy đủ các sản phẩm tài chính sẽ là giải pháp toàn diện giúp các nhà đầu tư giao dịch và quản lý hiệu quả, chuyên nghiệp nhiều loại tài sản đầu tư. Tập đoàn Yuanta tại Đài Loan dẫn đầu thị phần về giao dịch trực tuyến. YSWinner là ứng dụng giao dịch trực tuyến tại thị trường Việt Nam, hứa hẹn sẽ mang đến những xu hướng mới nhất cho thị trường Việt Nam và thay đổi cái cách đầu tư của khách hàng. Yuanta có cái kỳ vọng là sẽ kết nối những cái cơ hội đầu tư ở Việt Nam cho các khách hàng của mình ở những cái thị trường khác, ví dụ như là Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đông Nam Á. Chúng tôi tin rằng là chúng tôi có đủ nguồn lực về tài chính, về nhân sự và chúng tôi có đủ kinh nghiệm để chúng tôi có thể phát triển Yuanta Việt Nam trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu. Yuanta Security, we create a fortune.